khán giả, hiện tôi đang có mặt tại chợ Tân An, khu chợ đầu mối lớn nhất thành phố Cần Thơ. Và theo quan sát có thể thấy được đường dẫn vào chợ đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt là vào mùa mưa, đường trở nên lầy lội và trơn trượt hơn, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con và hoạt động buôn bán của tiểu thương nơi đây. Chợ vừa qua dịch thì nó đã ế rồi cái đường quá dơ, cũng trông cho nó làm mấy đường thiệt. Chứ để giờ dơ thì thấy ớn quá, mình cũng ráng duy trì bán, chứ cũng đâu có nghĩ được đâu. Còn hồi xưa ở chợ này nó ngụ ngụ người ta luôn, không có phải mà bán mình bán người quen không, mà là mình bán khách vãng lai đủ thứ chỗ, người ta lợi người ta mua. Chứ thí dụ anh bán lẻ đi, một ngày 200 cân đi, thì bây giờ còn khoảng 80 cân à, chứ không được 100 nữa đó. Bán lẻ tại vì đường hiện tại đường gì này nè, giờ quá là người ta đi chợ ít, nó ít hơn phần nữa, thậm chí là có ngày ta không đi. Trước tình trạng này, quận Ninh Kiều đã đầu tư nâng cấp, cải tạo lại tuyến đường. Tuy nhiên, do có mật độ phương tiện lưu thông cao, nhất là đang vào mùa mưa, việc thi công tuyến đường cũng gặp nhiều khó khăn. Mùa mưa thì nói chung là cái thi công hệ thống thoát nước nó gặp rất nhiều khó khăn. Giờ là mình đào lên cái gặp mưa rồi nước ảnh hưởng rất là nhiều. Đơn vị thi công thì cũng huy động toàn bộ lực lượng công nhân xe máy trên công trường, thì nói chung là thi công liên tục xen lẫn với việc thi công, thì cố gắng là thời gian thi công thì từ sáng cho đến khoảng 9 đến 10 giờ đêm, cố gắng rút ngắn thời gian sớm nhất để tránh làm ảnh hưởng đến cái việc mua bán của bà con. Dự án nâng cấp đường Hai Bà Trưng, đoạn từ nhà khách số 2 đến đường Phan Đình Phùng và đường Nguyễn Thị Minh Khai do Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư với mức kinh phí trên 17 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong 230 ngày tính từ ngày khởi công. Hiện đơn vị đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tuyến đường dẫn vào chợ Tân An trước Tết Nguyên Đán để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, mua bán của người dân lẫn tiểu thương.